hót trâu bé dây chim rừng ngờ. Ta hót đêm mơ thâu chim mơ bánh díu dít bên lầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian đi. Lên trên bàn lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều. Chiếc thổ mấy nằm chiếu lưng đeo, ý à ơi à. Anh luôn đi xa, hai tân tân trời sẽ cho, hai tân tân trời.
cho được ấm no, cho được ấm no, cho buồn cho bán trên khắp nơi trần gian. Trần gian ai biết trầu bé ngàn tôi linh, trần gian ai biết trầu bé ngàn tôi linh. Màu sắc
nhân nhật Chúa tiên là hai lần chiều giá nghi tây thiền nó ngự về vô nhà giả nhiệt tháp giới không ngân chư phật phải ngồi phân tì sao bì tứ tí tương ngân tì hương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân bay bồ đạt ma tát nam mô hương vân bay bồ đạt ma tát nam mô hương vân bay bồ đạt ma sẽ loạn thanh giá chín ngàn dâng văn mẫu địa ở chín ngàn nguyên xưa mẫu ngữ trong đền đông đông buông a di đà phật a di đà phật a di đà phật chấn kinh xa phương hào quang nguyện chuyển linh cảm vũ di an tất tất dương dương nam mô hương vân cây bồ đạt thánh mẫu đệ tam ngọc cầu thần ư mẫu ngự đền dưới thoại cung a di đà phật a di đà phật a di đà phật trên đường dưới hướng giữ thể hình thành kinh tâm tâm niệm chú thất thập phương vô lượng phật nam mô cứu khổ cứu nạn tây mô đà ta nam mô tây phương cực lạc cứu khổ cứu nạn thế giới thành ra hồi cung văn võ quân thần khởi thấu đức ao quang mà văn võ quân quân thần anh linh chắc xa ân cần là giúp cho có lệnh truyền ra đức thánh ông nhì ai có lệnh truyền ra các quan thủy bộ đều là chư dinh trên phản các con thì cơ lớn đội đều là chư gì nam đông chấm dứt thanh nghiền
Nam Đồng trang sứ Nam Đại nhẹ đánh đồng dẹp bắc tung tung hoành mọi nơi lệnh truyền thiên tội cả cơ. Sứ điệp dâng lên kim ngân vàng sứ dâng lên ông về thâu đôi chép biển rõ ràng vì cho họ lê họ nguyện bền bạc. Họ lê bình an đồng phê họ lê bình an họ nguyện phú quý an khang thọ trường vì cho sức mạnh đôi đường. Sứ điệp dâng lên kim ngân vàng sứ dâng lên ông về thâu đôi chép biển rõ ràng đổ cho họ hà bản hội bình an. Thank you.
ban khen ban thưởng cho họ những mọi lên ban khen ban thưởng cho tay trưởng tay chú văn đàn trả thưởng cùng hàng thưởng vốn của các cha trong mọi chúng con tại quốc trường trở về từ quá đất cổ xuân tạ trang ngày tạ a từ thần tiền tạ thiên công chúng như điều chúng biết công để ban khen ban thưởng chúng quốc trường văn đàn di trả hôm nay ông về đây sẽ chứng tâm để cho pháp quốc và thầy họ Vũ nhá. Ta chứng tâm cho đồng thầy họ Vũ của ta nhá. Không quản ngại đường xá xa xôi nhá, bước về của ta nhá. Ta chứng tâm cho, ta độ cho ban cho sức khỏe được mạnh khỏe, bình an, sức khỏe dồi dào nhá. Trong gia chung các con được thuận hòa trên dưới nhá. Để coi như là cái họ Vũ của ta nhá, làm phúc cho tất cả các bách gia trong họ thì được đắc đạo nhá. Ta chứng tâm cho cái đồng đền chủ nhang họ Nguyễn họ Lê của ta nhá. Ngày hôm nay nhá, bách nhật trăm ngày nhá, rước lượng được về cửa ta nhá. Ta chứng thôi thuyền về mảng núi động sơn trang hình hài nón chúa ha. Ta ban ta độ cho được sức khỏe dồi dào, gia đình được hạnh phúc nhá. Để họ Nguyễn ta coi như làm phúc cho được bách gia họ được đắc đạo nhá. Sau đó là ta chứng tâm cho tứ trụ triều đình cung thình sở thà thỉnh nhá, mạnh khỏe bình an sức khỏe dồi dào nhá, gia đình được hạnh phúc nhá, cung văn đàn hay hát giỏi nhá. Sau đó ta chúc ta ban cho tất cả các con nhang đệ tử gần xa cũng như tất cả các khách thập phương xa gần được về cửa ta ngày hôm nay để dự quá lễ nhá. Ta ban cho sức khỏe dồi dào, các gia đình hạnh phúc nhá, buôn bán được hanh thông, công danh thành đạt nhá, quan vị tăng tiến nhá, các uốn các tiểu được mạnh khỏe bình an, học hành thông minh ngoan ngoãn nhá, thi cử được đỗ đạt điểm cao nhá, nam thanh nữ tú đến tuổi trưởng thành nhá. Ta cho coi như là có bạn đời hạnh phúc trăm năm ha, nhà nào được ấy nhá.
một ni nhà quỷ lam thêm ngát ni mò nhà anh vàng vàng là ngọc mặn mà mặn mà xanh nghề rõ ràng đổ cho họ Nguyễn họ Lê Bình An, hay họ Bình An đổ cho họ Lê Bình An, họ Nguyễn phú quý an khang thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường.
từ con nhang trà sen rượu cũng sắm bằng ba chén quỳnh cô về đồng phi đồng chung lì có chung tâm đi thank you.
Chúa chứng cho họ lê con bình an, ý à.
nhập thoáng bên lò sáng đang trôi nhớ đa có họ bó vương giặc trong lên sáng tựa hạ bóng sông đằng cho bố dịu sạc bèo bay thật lớn đai giọt vẫn giọt dài đời. Chỉ
dân dân đình là thấy một người kia thái thôn ngoan này mà phó cho phùng sự có thank you.
hoa nở sớm mà chiều mọi ngày. Nay có bốn mùa hoai quả dâng lên đi. Chúa chứng cho họ hà con bình an.
ơn trên trở về mà sáng soi. Phải theo sau đó ra ai được
sống lâu giàu bền. Trời đông cho chi trời tây, ai mà đi xem bói chú đốt nghiêng ngay bật bật
xanh lưng đeo xà tích nhi bên có túi dao chú từng vượt suối băng ngàn hai thuốc huyện nổ lô tiên dược hồi sinh lúc dành nhì thiên chúa hòa bình
xa ở khắp nơi. Mai đã xoay rụt chú trèo kim bôi hòa bình. Còn đôi ngô nhạc sầm xanh mà mở lối qua lưỡng sơn rồi tới dốc cũng non cao quân ni khúc dằm trường tí thank you.
non dâu áo trắng hai đường dạo chơi khắp từng bốn năm phương chúa lại về chúa trả cho người phú xe tiền giấy chăm lại chúa bài hạ lại chúa thương ta chúa thương nghi họ nguyên còn khó nghèo Yeah.
nhục chi thần thông lục chi thần thông nghi tiền thua tam giới y phong y phép màu hòa chúng nam bắc nghĩ
muôn dân con đảo cầu. Vời vui sao trời xanh vầng vầng ngôi sao mây tuần năm sắc đỏ đào đô thương ngơ. Bốn mùa xuân hạ thu đông muôn dân mới biết âm dương vẻ màu. Trên thượng lầu, trên thượng lầu ngọc hoàng thái cực, dưới bạch thần châu trực vô mai, ngọc hoàng ngự cảnh thiên thai, đền sông cao ngất cử đại trang nghiêm. Ưng mộng chiêm, ưng mộng chiêm sông bay phượng múa, từ lần sơn bắc bộ sao xa, tám ngàn tiên nữ bách hoa sớm thuê chủ trực vũ cha ngọc hoàng. Trong đền vàng hương bay trầm trầm sáng, ngoại chính thành khoang cõi nguy nga, huy dòng tám tước phủ tre, thái hoàng thái hậu đức tề thổ thái. Năm binh dần, năm binh dần mùng mười tháng tám, thái hậu bà sinh được tôn ông, bách quan vòng bái kiều trùng, châu phê long bút sắc phong thải hoàng. Trên thượng thiên dòng bay vượt các bác thần đón rước về thượng thiên. Xăm xa quên cả hai trên thường lan hạ, quan đế nhị ngài quản cả hai, thống chi tam giới cầm dài đại. Thank you.
là thiên linh và mãi hàng hà kéo ra lệnh truyền vàng sớ dâng lên, vàng sớ dâng lên kim vân văn sớ dâng lên trình quan đệ nhị chép biên rõ ràng đổ cho họ Nguyễn Bình An. Họ Nguyễn Bình An đổ cho họ Nguyễn Bình An, họ Lê Phú Quý an khang thọ trường đổ cho hai họ Trường Sinh. Chữ Trường Sinh về cho đôi chữ Trường Sinh, cửa nhà Phú Quý phúc lai đa đường phê cho bèn chạy tôi đường phùng thịnh thịnh như lai điểm khai khai thần óc, thần óc chiếu thông minh điểm khai khai thần nhân sang quang minh, khai nhi nhi tình thông khai khẩu phát âm thanh, khai túc lăng bộ hành khai tâm tâm đoan ý khai chi chi cử động khai quang chiếu ma văn. Sơn sang quán giám sát quý quỳnh bèo bay quan tám giới quyền quan giám sát đường tàn khôn lắng qua trong tay khâm thừa để lệnh xưa nay quyền quan giám sát chức dậy trong tiên cung sổ hội đồng một
tay năm xưa sổ trần gian xin tưởng xót ai có phen ngư cành bóng tay dứt gì tội phước cần người tội công châu trực tổ đội xong nhận các tăng xua có phen đàm xá vân vân cổ mây tuần sấm tỏa mùa dày vang họp bàn loan định thần ca tùng chén rượu quỳnh quán chú quan anh cửa đèn gió mát trăng thành đàn ca sao tội rào quanh chịu lâu có phen ra tiếp hồ mà lữ quý phản cờ tiền đấu trí một hai có phen thắng cảnh đua tài cờ tiên một đấu thơ vài trăm kinh quan sát người thông minh chính trực trong triều đình nào chịu nhường ai tài lược cao phán võ toàn tài triều đình nam tứ phủ nào ai có sanh bì họ Nguyễn con cùng họ Lê con đặt gối tàu quỳ xin quan giám phúc cho bốn năm quyền cầu cầu rời hay cầu cầu của cầu người bình bình an hai con cầu cầu lấy bạc tiền bốn cầu cầu lấy tổ tiên thanh nhàn năm con cầu lấy cháu con sáu cầu lúa thóc thì chứa tràn đầy nhà bảy con cầu phú quý vinh hoa tám cầu con phượng thì nở ra cháu rồng mười cầu chữ thọ mà chữ sang chữ giàu nay về đến quyền quán sám sát lộc của ông vô số trên ngàn ban tài ban phúc ban thọ mà ban sinh lại cả ban tài tú nhân tích đức thì ông sẽ dạy thần cho họ Lê ơi cùng họ mà Nguyễn đừng ngại đừng lo coi tôi như bể dọc kéo giò cũng tới nơi con người ta sống ở trên đời tiên dòng bác chảy để rồi chẳng làm chi cuối cùng nào có đem đi cũng chẳng làm gì mà cho ai ấy mà cho nên họ quên con cùng họ lấy con có lộc lại có tài gia đình lại có phúc để hưởng cuộc sống dày ông ban na
sạch sẽ cho con sạch lâu. Ghế ông đây, ghế ông đây thì trọn vẹn trước sau, mở đường dân phía ông bắc cầu Vĩnh Hoa. Nên ông cho, nên ông cho ghế của ông ở rộng cửa cao nhà, dỡ gầy tấm đất để đã luôn thịnh vượng. Ông đó cho, ông đó cho vẽ chọn đôi đường tài cao chí súng, ai ai nào dám bì. Diệp lại tấu về kỳ phủ, vua cha độc đình vốn dòng ông ở thoại cung. Vàng sứ dựng lên kim ngân, vàng sứ dựng lên trình quan tam phủ, chép biên rõ ràng đổ cho họ Nguyễn Bình An. Họ Nguyễn Bình An đổ cho họ Nguyễn Bình An, họ Lê Phú Quý an khang thọ trường khi cho sức mạnh đôi đường. Bất bán nó chăm chăm được để đà con cho cháu yên nhà. Hình lốt nó dâng lên kim ngân, hình lốt dâng lên trình quan tam phủ, chép biên rõ ràng được cho họ Lê họ Nguyễn Trường Sinh. Hay họ Bình An Đông Phi, hay họ Bình An họ Lê Phú Quý an khang thọ trường khi cho sức mạnh đôi đường. Ông về chứng ma chứng minh là đồ cho họ Lê an khang thọ trường, đồ cho họ Nguyễn Trường Sinh. Họ Lê Bình An đồ cho họ Lê Bình An, cửa nhà phú quý an khang thọ trường, ngày huy mặt miêu tốt tươi.
cao cho nghi nghi trường sinh nghi cửa nhà phố quý thang linh thọ trường hải huệ mặt liễu tốt tươi. Hình nước sông lên đi ông về tấu đôi chép tiền rõ ràng độ cho họ Hà Bình An, họ Lê Bình An độ cho họ Lê Bình An cửa nhà phú quý an khang thọ trường khi cho họ Lê Trường Sinh. Tận xa mang đến tận nơi ông trên trên ông về xe soi em. Trần gian nước lòng mà ông về với bệnh trần gian làm. Là một cái chân nhân về cây là một chân nhân cảm phiền chưa thương đã lại đổ chỉ tả dài bình bổ truyền. Vượt bệnh trần gian ông về với bệnh trần gian đổ cho họ đổi đời phi hoa công danh ơn nhờ Phật Thánh Lộc tận xa mang đến tận nơi ơn trên ông về xe soi em. Làm lễ cuốn cò ông về làm lễ cuốn cò cầu bao nhiêu dịp thường đồng bấy nhiêu ông về làm lễ cuốn cò. Đinh đệ từ con bái tạ thiên đình trước trình Phật bánh sau theo đồng thầy hôm nay bái tạ thiên đình.
giao huy, ông về làm phép giao huy, cứu đồ được đó đồ chỉ bút phương, ông về làm phép giao huy. Sự tích nghĩ để tam mùa tai tử cái tử hoàng sinh
cho họ lê họ mới họ con công bách xa cha mò được cậy nhớ. Chiếc thuyền nan nối dòng sông chính binh của mái chèo du lịch một đám thương có kỳ toàn tu sông hương trở về đây bác quý dương sông lũ đầu dòng chấm máy chèo bơi ngã ba sông Bạch Hạc là nơi ông đi về anh ra hồi tiệc bàn loan mời quan đệ tử vốn con trời cao ngự tòa tiên cùng
chơi xa xa lác đác nghĩ sổ trần hòa gian lão âu chép biến niên họ đi con cùng họ quên con yêu thắng cao hiền một tay ông miên chép mi chép biến cho rõ ràng thank you.
tiếng võ lương bàn đao đàn lệnh truyền quân bộ đôi hà thiên minh và mãi kéo ra lệnh truyền có sớ sớ lên sớ điệp dâng lên kim ngân văn sớ dâng lên trình quan để vua chép tiền rõ ràng vì cho họ lê họ nguyễn bình à ông về trên nhà chính kim nhà chính cho họ lê an khang thọ trường đổ cho họ nguyễn trường sinh con dân bồn bay trả nợ thà quan họ nguyễn còn về trả nợ thà quan đi quan tuần tâu đôi chép biên rõ ràng vì cho họ nguyễn họ hà bình an họ nguyễn bình an vì cho họ nguyễn bình an họ hà phú quý an khang thọ trường vì cho hai họ trường sinh
lâm liệt để oai hùng gương trang sĩ. Họ Lê con đã về tới bên sông Tranh, vẫn nhớ người chàng sĩ, người tài danh trí tuyệt vời, cho sông Tranh kia còn đó ơn người, họ Lê họ Nguyễn con còn gì. Có tiếng loa đồng mà hỏi nước sông Tranh, Thành Long đào giết giặc Tùng Hoành là sống Tranh sẽ loạn thanh giá.